Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, làn sóng đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng ngày càng sôi động. Tại Hải Phòng, các nhà đầu tư Nhật Bản đang đứng đầu về số dự án với 134 dự án FDI và đứng thứ hai về số vốn đầu tư 4,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu trước đây các nhà đầu tư Nhật Bản chỉ chú trọng vào đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp thì những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã tìm hiểu và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Bởi việc hợp tác được đánh giá sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hoa Mai là doanh nghiệp tư nhân lắp ráp sản xuất ô tô sớm nhất không chỉ của Hải Phòng mà còn của cả nước. Trong xu thế hội nhập, Hoa Mai mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trở thành công ty đa ngành gồm cả dịch vụ máy nông ngư nghiệp, điện tử điện lạnh, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ khách sạn. Hiện công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô, đầu tư thiết bị công nghệ để sản xuất lắp ráp mặt hàng ô tô mới. Bởi theo đại diện lãnh đạo công ty, những sản phẩm ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước có chất lượng không thua kém ô tô nhập khẩu, nhưng có thể giảm chi phí cho người mua tới 30%. Nếu có sự hợp tác để bổ sung nguồn vốn và công nghệ thì có thể khai thác được thị trường trong nước tốt hơn. Bởi vậy, sự góp ý chia sẻ về công nghệ sản xuất ô tô từ chính các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Liên kết sản xuất công nghệ Suwamo, tỉnh Nagano, Nhật Bản là cơ hội để lãnh đạo công ty học hỏi và mở rộng hợp tác, từng bước ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Khi mà đoàn đến thăm cái cơ sở sản xuất của công ty ô tô Hoa Mai chúng tôi thì đoàn rất say sưa, vì thế những cái linh kiện vật tư để cho sản xuất lắp ráp ô tô, tôi rất mong muốn đấy là có nhiều thời gian và có nhiều cuộc để doanh nghiệp mà Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản để kết nối, để cùng coi như là xây dựng những cái sản phẩm chung cho nhau. Khi mà trao đổi với nhau thì thấy rằng là nó cũng mở ra một cái hướng rất mới và một cái mà chúng tôi cảm thấy rằng cũng là điện đang đi tìm và thấy rằng cái này là đáp ứng được, thì tôi cho rằng là đó là một cái kết quả cao của cái việc gặp gỡ này và cũng là cái mà chúng tôi đang hướng tới. Phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Hiệp hội Liên kết sản xuất Suwamo, tỉnh Nagano, Nhật Bản tổ chức mới đây là phiên kết nối lần thứ 3 được tổ chức tại Hải Phòng. Tại phiên kết nối này, 8 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Liên kết sản xuất Suwamo cung cấp trao đổi thông tin về doanh nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao tiên tiến mà doanh nghiệp đang sản xuất và cung cấp trên thị trường Nhật Bản và thế giới. Hầu hết các doanh nghiệp của Hiệp hội Suwamo đều tin tưởng và mong được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ. Nhật Bản là đất nước có dân số già cho nên rất thiếu nhân lực. Chúng tôi rất cần lao động Việt Nam xuất khẩu sang Nhật. Ngược lại, Việt Nam cũng đang thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ Nhật Bản, rất cần doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư. Chúng tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác hai chiều giữa hai đất nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước ngày càng phát triển. Như vậy mối quan hệ hợp tác mới thực sự có ý nghĩa. Công ty của chúng tôi thì đã kinh doanh ở Việt Nam được 18 năm và trong 18 năm này thì tôi thấy là cái sự phát triển của Việt Nam rất là vượt bậc. Và khi mà tham gia vào những cái cơ hội giao lưu như này thì chúng tôi có cơ hội giao lưu với cũng rất là nhiều khách hàng và như thế thì tôi nghĩ là hoàn toàn rất là tốt. Phiên kết nối lần này cũng đã thu hút sự quan tâm tham gia và hợp tác của 85 doanh nghiệp Việt Nam. 120 cuộc kết nối giữa doanh nghiệp hai nước được thực hiện. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng mong muốn được cập nhật, trao đổi và tiếp cận công nghệ thiết bị tiên tiến, tạo cơ hội hợp tác, tìm đối tác, đầu tư công nghệ, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa dịch vụ với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Hiệp hội Liên kết sản xuất Suwamo, tỉnh Nagano. Từ năm 2016 đến nay, Hải Phòng đã cử hai đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ban ngành và gần 20 tổ chức doanh nghiệp tham dự triển lãm Suwa Messes. Phía Hiệp hội Suwamo cũng đã nhiều lần đưa các doanh nghiệp Nhật Bản sang kết nối công nghệ, kết nối giao thương với các doanh nghiệp thành phố và đã có nhiều hợp đồng cung cấp công nghệ, thiết bị, xuất khẩu hàng hóa được ký kết. Từ đây, cơ hội hợp tác tìm kiếm thị trường, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp đến từ hai quốc gia nói chung và giữa tỉnh Nagano với thành phố Hải Phòng nói riêng ngày càng được mở rộng, đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Qua cái quá trình tổ chức ấy thì chúng tôi thấy rằng nhận thấy rằng là doanh nghiệp của cả hai bên đều rất hồ hởi và cảm thấy là rất mang lại hiệu quả nhất định cho họ. Từ phía bạn cũng vậy thôi, tức là họ khi đưa sang đến Việt Nam, họ đưa sản phẩm, đưa giải pháp để giới thiệu với doanh nghiệp phía Việt Nam, thì hai bên thì cũng đã có những cái thỏa thuận, những cái hợp tác và đi đến có thể đi đến ký hợp đồng. Thế rồi về phía Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam
thì cũng rất thỏa mãn với lại những cái sản phẩm, những giải pháp của phía bạn mang lại cho doanh nghiệp của mình. Qua 3 lần tổ chức, các phiên kết nối cung cầu công nghệ Việt Nam-Nhật Bản thực sự đã tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ khoa học hai nước nói chung và giữa thành phố Hải Phòng với Nhật Bản nói riêng tìm đến nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, chia sẻ và giao thương, từ đó trở thành những đối tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển bền vững. Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung, giữa Hải Phòng với Nhật Bản những năm qua được triển khai trên nhiều bình diện, từ công nghiệp đến nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, phát triển điện hạt nhân và an toàn bức xạ hạt nhân về khoa học và công nghệ vũ trụ. Tại Hải Phòng, các doanh nghiệp Nhật Bản bước đầu đã tham gia tìm hiểu và hợp tác với các doanh nghiệp thành phố nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ trên các lĩnh vực được coi là thiết yếu như công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghệ hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý nước thải, rác thải. Hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam cũng như của thành phố Hải Phòng. Năm ngoái chúng tôi hỗ trợ được 5 doanh nghiệp của Hải Phòng áp dụng phương pháp quản lý sản xuất 5S để tăng năng suất. Trong năm nay chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm một số doanh nghiệp nữa, khoảng 6 doanh nghiệp. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp đủ điều kiện để hỗ trợ họ áp dụng phương pháp quản lý 5S để nâng cao cả năng suất và chất lượng. Rất nhiều lợi ích thiết thực nếu các doanh nghiệp khoa học công nghệ Nhật Bản và Hải Phòng tìm đến nhau để bắt tay trao đổi hợp tác. Trên thực tế, những năm gần đây, quan hệ hợp tác về khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản nói chung và Hải Phòng-Nhật Bản nói riêng ngày càng sâu rộng, được triển khai trên nhiều bình diện. Sự hợp tác phát triển khoa học giữa hai quốc gia cũng như giữa các tỉnh thành phố của hai nước thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Tuy nhiên, qua quá trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ những năm qua, các nhà nghiên cứu Nhật Bản nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam, cần dành nhiều ngân sách và ưu tiên cao cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, nắm bắt và làm chủ công nghệ mới để tăng năng suất, tạo ra các sản phẩm chất lượng, cạnh tranh cao và đạt mục tiêu về công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tham gia phiên kết nối lần này có 50% là những doanh nghiệp mới, còn lại 50% là những doanh nghiệp đã từng tham gia các phiên kết nối trước. Như vậy có một sự tăng trưởng lớn. Điều này cho thấy sự kết nối và mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phát triển. Từ những cái kết quả trong 3 năm vừa rồi đấy, thì chúng tôi cũng đã thống nhất và gặp với lại tổ chức hiệp hội Sumo, thì định kỳ hàng năm đấy, thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái đoàn doanh nghiệp của Việt Nam sang phía Nhật Bản để giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm của chính Việt Nam mình, mà tập trung vào những sản phẩm trong nhóm ngành công nghiệp phụ trợ, đưa sang rào bán phía bạn. Thế và phía bạn thì cũng có những cái đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản sẽ đưa sang Việt Nam. Việc kết nối công nghệ giữa các doanh nghiệp Hải Phòng và Nhật Bản nhằm thúc đẩy chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ Hải Phòng đến năm 2020 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt. Theo đó, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Do cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà đến nay khoa học công nghệ Việt Nam chưa phát triển thực sự tương xứng với tiềm năng lợi thế. Trong khi đó, Nhật Bản lại là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về khoa học công nghệ. Những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ là bài học quý giá để Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng có được sự đầu tư phù hợp, trọng tâm, trọng điểm và bắt kịp với sự phát triển khoa học công nghệ của thế giới, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề Kinh tế hội nhập kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.